Mỗi sớm dậy nghe lòng rộn rã, tiếng chim reo nắng gió xôn xao, nghe dâm gian đầu ngõ những lời chào và lời chúc một ngày hạnh phúc. Kính thưa các quý thầy cô, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục mang lại cảm xúc tích cực cho thầy cô và học sinh. Với đoạn thơ được xuất hiện trong sách giáo viên này, tôi xin thay mặt nhóm tác giả hoạt động trải nghiệm tiểu học, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin gửi lời chào hạnh phúc tới quý trường, quý thầy cô đã và sẽ lựa chọn sách giáo khoa của chúng tôi với lời cam kết đồng hành cùng nhau. Và bây giờ trước hết thì xin mời các thầy quý thầy cô một lần nữa tham khảo các phương tiện hoạt động trải nghiệm ở tiểu học để qua đó chúng ta cùng nhắc lại với nhau một số các quan điểm thiết kế sách giáo khoa của nhóm chúng tôi. Đó là một cái cây trải nghiệm và rất nhiều các phương tiện đến từ cuộc sống này, từ cuộc sống xung quanh, chiếc lá, nhánh cây, rồi những tấm bìa được cắt ra bằng những cái hình ảnh rất là sinh động. Những bông hoa, những sợi len, những sợi dây, những viên sỏi và rất nhiều điều khác nữa đến từ cuộc sống này. Và với việc nhắc lại tất cả những phương tiện xinh đẹp này đến từ cuộc sống, tôi xin một lần nữa khẳng định với các thầy cô rằng tất cả những hoạt động mà chúng ta thiết kế dành cho các em đều dựa trên thực tế cuộc sống của chính các em, từ hiểu biết về nhu cầu của học sinh, tâm lý lứa tuổi và những vấn đề liên quan chặt chẽ đến cuộc sống của các em. Những kiến thức mới, kỹ năng mới nhận được sau quá trình trải nghiệm luôn được học sinh vận dụng ngay vào cuộc sống của mình, giúp cho các em thích nghi và ứng phó với tất cả các sự thay đổi của môi trường sống và học tập. Và quan điểm thứ hai đó là độ mở. Chúng tôi luôn lưu ý các thầy cô làm sao để cho học sinh có cơ hội đến gần hơn với cuộc sống này, trải nghiệm những điều có thật trong cuộc sống của các em. Cuộc sống của học sinh chúng ta sẽ rất là khác biệt, địa phương này khác với địa phương kia, cá nhân học sinh này khác với cá nhân học sinh kia, cho nên các đề xuất trong sách giáo khoa cũng như cả sách giáo viên sẽ gợi ý cho quý thầy cô lựa chọn hoạt động hoặc tình huống phù hợp nhất với học sinh của mình. Thứ tự nội dung các chủ đề, các tuần hoạt động cũng có thể điều chỉnh linh hoạt. Và cuối cùng, quan điểm mà chúng tôi cho rằng rất là quan trọng đó chính là tạo động lực cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm của chúng ta. Các hoạt động trong sách giáo khoa cần đảm bảo tính tương tác cao, đa dạng hóa các hình thức hoạt động, các phương pháp tổ chức, phương pháp phản hồi, phương pháp đánh giá, tạo không gian trải nghiệm mở rộng, có tính khác biệt và trao quyền lựa chọn. Điều đó sẽ tạo động lực cho học sinh có niềm vui, có sự quan tâm, có sự tò mò và rất muốn tham gia, đặc biệt là các kỹ năng đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin, kỹ năng phân loại thông tin, trình bày thông tin được phân loại bằng sơ đồ tư duy. Kính thưa các quý thầy cô, so với sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 3, thì sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 4 lần này, chúng ta sẽ tập trung nhiều vào kỹ năng để hỗ trợ học sinh có được tư duy khoa học. Trong đó có kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng tìm hiểu thông tin, kỹ năng phân loại thông tin, trình bày thông tin được phân loại đó bằng sơ đồ tư duy. Ở sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 4, chúng ta hỗ trợ cho các em hoàn thiện hơn kỹ năng hoạt động trải nghiệm của mình. Đó là kỹ năng lập kế hoạch, xác định được mục tiêu cho hoạt động nhóm sau khi khảo sát thực trạng, đánh giá và tìm ra nguyên nhân của thực trạng vấn đề, đề xuất được nội dung và cách thức thực hiện hoạt động nhóm, dự kiến được thời gian thực hiện nhiệm vụ. Các em hoàn thiện hơn kỹ năng thực hiện và điều chỉnh hoạt động của mình. Trong đó có tự lực thực hiện được nhiệm vụ cá nhân một cách khoa học và sáng tạo, kiểm soát được tiến độ thực hiện và biết tìm sự hỗ trợ khi cần thiết, thể hiện được sự chia sẻ và hỗ trợ bạn trong hoạt động, biết cách giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong hoạt động. Với kỹ năng đánh giá, các em nêu được ý nghĩa của hoạt động đối với bản thân và tập thể, còn chỉ ra được những điểm cần rút kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động và sự tích cực hoạt động của cá nhân, của nhóm. Kính thưa các quý thầy cô, tôi xin trình bày về cấu trúc của sách giáo khoa. Sách được thiết kế thành 9 chủ đề và một tuần hoạt động tổng kết cuối năm, đồng dạng với sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm 2 và 3. Với 9 chủ đề ấy là nội dung cụ thể hóa của 4 mạch nội dung mà chương trình quy định: hoạt động hướng vào bản thân, hoạt động hướng đến xã hội, hoạt động hướng đến tự nhiên và hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp. Cấu trúc một tuần hoạt động trải nghiệm như thế này. Trong sách giáo khoa, chúng ta có 3 loại hình trải nghiệm do chương trình quy định. Đó là sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp. Ngoài ra, loại hình hoạt động
sinh hoạt câu lạc bộ học sinh sẽ được trình bày trong sách giáo viên. Và bây giờ thì xin giới thiệu với các quý thầy cô những điểm nổi bật khác biệt của sách hoạt động trải nghiệm 4. Ở đây, chúng ta luôn có sự kết nối logic với những nội dung của lớp 2 và lớp 3, nhưng thể hiện đa dạng hơn về phương thức trải nghiệm. Chúng tôi chú trọng các kỹ năng hỗ trợ cho việc học và tự học, các kỹ năng liên quan đến đọc sách, đến STEM, STEAM, các kỹ năng liên quan đến sử dụng các phương tiện công nghệ. Chúng tôi đề xuất những hoạt động chung, những dự án thú vị để học sinh có thể thực hiện dài hơi ngay cả khi chủ đề trải nghiệm đã kết thúc. Và đặc biệt ở đây, chúng ta lưu ý việc kết nối với gia đình, xã hội, các hoạt động trải nghiệm sau giờ học luôn tạo điều kiện để học sinh chia sẻ với người thân, với các cô bác, bạn bè hàng xóm và với cộng đồng. Đó là phương thức khám phá. Các hoạt động đề xuất trong sách giáo khoa tạo cơ hội cho học sinh đi thực địa, tham quan, quan sát thiên nhiên và thế giới bên ngoài. Đó là phương thức thể nghiệm tương tác với nhiều hoạt động tạo cơ hội cho các em giao lưu, thể hiện ý tưởng cá nhân và tập thể như diễn đàn, đóng kịch, hội thảo, hội thi, trò chơi. Với phương thức cống hiến, chúng tôi đề xuất những hoạt động tạo cơ hội cho học sinh mang lại những giá trị xã hội bằng những đóng góp và cống hiến thực tế và rất chủ động, đó là những hoạt động kết nối cộng đồng. Học sinh tự đề xuất những hoạt động thú vị và tự tìm đến, thuyết phục các cô bác hàng xóm, các cô bác ở cộng đồng cùng các em tham gia. Với phương thức nghiên cứu là cách tổ chức hoạt động tạo cơ hội cho học sinh tham gia các đề tài, các dự án nghiên cứu nhờ cảm hứng từ những trải nghiệm thực tế, qua đó đề xuất những biện pháp giải quyết các vấn đề một cách khoa học với các hoạt động khảo sát, làm dự án nghiên cứu, các sáng tạo thông qua nghệ thuật và việc sử dụng công nghệ. Tất cả những chi tiết này đều có trong các hoạt động của chúng tôi. Và bây giờ tôi xin giới thiệu với các quý thầy cô những tài liệu hỗ trợ đồng hành cùng các quý thầy cô trong cả quá trình thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm. Trước hết, đó là cuốn sách Giáo viên hoạt động trải nghiệm. Trong đó, nội dung của sách Giáo viên hoạt động trải nghiệm 4 bao gồm các vấn đề về lý thuyết chung, quan điểm biên soạn sách, bản chất của hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, hướng triển khai các mạch nội dung mà chương trình quy định, đề xuất mẫu cho kế hoạch tiến hành hoạt động trải nghiệm ở nhà trường trong một năm học. Nhóm tác giả chúng tôi trình bày kỹ quy trình chung của các loại hình trải nghiệm, phương pháp tổ chức và phương pháp đánh giá kết quả hoạt động trải nghiệm. Các kịch bản hoạt động cụ thể cho cả 4 loại hình hoạt động, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp đều có trong sách giáo viên. Ngoài ra, có các kịch bản thú vị của câu lạc bộ học sinh và các hoạt động trải nghiệm thực địa. Đặc biệt, trong sách giáo viên, chúng tôi qua những thực tế, chúng tôi biết rằng các thầy cô và các em nhỏ rất cần những đoạn thơ để có thể hỗ trợ các hoạt động vui tươi hơn, đặc biệt là hỗ trợ hoạt động đúc kết lại các bí kíp sau khi các em đã hoạt động và rút ra những kinh nghiệm mới, kiến thức mới, tri thức mới. Và đây tôi xin đọc một đoạn bí kíp để chia sẻ với các thầy cô trong cái chủ đề về máy ấm gia đình, bí kíp mua hàng, tiêu dùng cho gia đình như thế nào. Bí kíp mua hàng: khi đi mua hàng, ta luôn tự hỏi đồ mình muốn mua có cần không nhỉ? Tiền mình có đủ, đắt rẻ thế nào, chất lượng ra sao và hạn sử dụng, rồi mới quyết định, vì ta là người tiêu dùng thông minh. Những đoạn thơ ngăn ngắn như vậy luôn luôn xuất hiện đây đó trong sách giáo viên của chúng tôi và chắc chắn sẽ làm cho ngay cả cái hoạt động rút ra bài học cũng tạo nên sự phấn khởi, vui tươi và có ích cho học sinh dựa trên những mẫu đó có thể tự làm ra những bí kíp của riêng mình. Và bây giờ thay cho lời kết, tôi xin được nhắc lại một lần nữa tiêu chí của chúng tôi: dễ thực hiện với giáo viên, thú vị với học sinh thông qua những hoạt động thực tế và cụ thể, độc đáo, bất ngờ, không bao giờ nhàm chán và luôn rút ra cách thực hiện, hướng dẫn kỹ năng mới, thể hiện rõ thông điệp của bộ sách chuẩn mực, khoa học và hiện đại. Cùng với sách giáo viên, các tài liệu bổ trợ khác như vở bài tập, học liệu điện tử sách học sinh, video bài giảng mẫu, bài giới thiệu sách, tài liệu tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm, các quý thầy cô có thể tìm thấy ở các trang tập huấn nhà xuất bản giáo dục.vn và hành trang số.nhà xuất bản giáo dục.vn.